Cửa hàng nhạc cụ Trần Liêm hôm nay sẽ đóng gói cây Yamaha BRE 363 nha mọi người. Thì mặt trên nó là chữ Tàu, được dán đề can tiếng Anh để dễ thao tác, dễ sử dụng, để gửi về cho chị Yến với số điện thoại đuôi của chị là 3302. Thì chị Yến đang ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Chị Yến thì cũng là bạn của cô Thành. Thì cô Thành cũng là một trong những cái khách quen tại cửa hàng Trần Liêm. Mọi người nếu theo dõi những cái cây đàn mà gửi về Vũng Tàu đa số là cô Thành cổ ủng hộ Trần Liêm. Thì hôm nay là tiếp tục là chị Yến nữa, bạn thân của cô Thành. Hai người là hình như là mở lớp nhạc đó, do đó mà mua về để dạy học rất là ok luôn. Và đương nhiên rồi mọi người, khi mà đã là khách quen bên Trần Liêm thì sẽ có chút xíu ưu đãi nha. Trần Liêm cảm ơn chị Yến rất là nhiều luôn, đã tin tưởng cọc 500 ngàn. Phần còn lại sẽ thanh toán với shipper ha. Thì ngày hôm nay là cây E363. Bạn kèm một cái giá để sách, bạn kèm một cái bao đựng, bạn kèm một cái chân đàn để gửi về cho chị Yến. Và bây giờ thì Trần Liêm sẽ kiểm tra lại toàn bộ chức năng nha. Rồi sẵn đây review sơ sơ, Trần Liêm trong kho còn một hai cây nữa hết hàng. Anh chị em nào có nhu cầu mua thì liên hệ phím trắng tinh, nút nhấn hoạt động ok hết, kiểm tra phím nè. Ok nha mọi người. Rồi, cây đàn này thì cho chúng ta hơn 100 điệu, hơn 100 tiếng để chúng ta có thể sử dụng. Đó, tiếng thì rất là hay luôn nha, tiếng cây này cực kỳ hay. Chùm bét đi, cho mọi người nghe tiếng chùm bét rất hay nè. Ngoài cái chức năng đệm organ ra thì nó còn có chức năng đệm piano. Chúng ta bấm vào chữ Style, bấm số 1, 5, 7 là ra chức năng đệm piano. Và khi mà đệm piano chúng ta bấm vô sẽ không nghe âm thanh gì hết. Chúng ta phải bấm ACMB một cái rồi bỏ âm xuống nó mới nghe. Đó. Piu. Để chức năng đệm piano cũng rất là hay. Anh chị em nào học organ cũng được mà học piano cũng được luôn. Đó, ví dụ như điệu xe gốc mà đệm piano thì sẽ như thế nào? Đây. Là chơi mộc như vậy thì cũng rất là ok. Nhiều khi mọi người chưa biết cách điểm xẹo gốc bên piano như thế nào thì cái máy này nó cho chúng ta điện cho chúng ta nghe luôn đó. Rồi ok, mọi thứ đã hoàn hảo. Bây giờ thì cửa hàng Trần Liêm sẽ tiến hành đóng gói cái cây E363 này gửi về cho chị Yến ở Bà Rịa Vũng Tàu. Mời chị Yến, mời mọi người cùng theo dõi quá trình đóng gói. Như vậy thì team Trần Liêm đã tiến hành đóng gói xong cây E363 gửi về cho chị Yến ở Bà Rịa Vũng Tàu. Trần Liêm cảm ơn chị Yến rất là nhiều luôn. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Nếu như mọi người có muốn mua những cái dòng đàn cũ mới gì đó, truy cập vào website nhạc cụ trần liêm.com để tham khảo giá của những sản phẩm khác nha. Trần Liêm xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại mọi người.